92 người học á, không có đâu em, 92 trừ đi 2 là còn 90. Nhưng khi bạn nào có hai thiết bị thì sao? Cô không tin lắm. Ok, đây là bài của bạn Bùi Thị Thương. Đúng Thương? Dạ vâng ạ. Ok. Bài của bạn Thương này, em làm ý A hay ý B đây? Ý B à Thương? Dạ ý A. Ý A, ok, nhất trí. Ý A này. TH của em một cái P đến không, một cái này, 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 một cái này. Đúng rồi. Ok. Cái ma trận tổng hợp của bạn đúng rồi. Ở đây như thế này, như thế này, như thế này. Đúng rồi. Sin pha, đây là ý B của em đây đúng không? Ý B của em là sin pha bằng này, cos pha bằng như này, sin beta bằng như này, cos beta bằng như này. Còn cái gì nữa không em? Hả? Có tiếp nữa không em? Còn ma trận nhưng mà em chưa nhân ra. Chưa nhận ra, đâu? Có viết nữa không? À, thương. Đã có ạ. Đâu? Xong tiếp cô xem nào. Ok. Bạn Thương này, bạn Thương nhóm 6 có bạn Thương Bùi Thị Thương rồi. Ok, đâu? Ok, Bùi Thị Thương. Tuần sau lại phải đi học rồi nhỉ? Ok, để em viết ra là ok. Cái này. Được rồi, thay số vào được rồi. Đúng rồi đấy các em. Thấy nhá, bạn làm đúng rồi đấy. Có cần để bạn sang cho em. Có ai hỏi gì bài này không? Đó em. Em. Bùi Trung Tôi. Hiếu. Bùi Trung Hiếu có hỏi được không? Dạ không. Ok. Thế bạn Bùi Thị Diệu có hỏi gì không em? Em không ạ. Ok, nào. Vậy thì cảm ơn Thương nhé. Được chưa? Dạ vâng ạ. Ok, nào bây giờ cô sẽ giải thích thêm bài này. Bài 7 này chắc chắn thuộc cái bài câu dài rồi. Thế thì đây đây là những bài thuộc câu 4 này. Đấy. Câu 4 ấy thì cô có thể hỏi ở hai dạng. Thứ nhất là ở cái dạng là chỉ có tính toán thôi. Ví dụ như bài 6 ấy. Bài 6 là chỉ có tính toán thôi. Nhưng cô có thể hỏi ở cái dạng là vừa có xây dựng này, công thức này, lại vừa có tính toán này. Cô ví dụ như bài 5 này, hay là đây bài 7 đây này. Đấy. Thì với bài tính toán thì như vừa rồi có bạn làm ok rồi, không sao cả. Nhưng có cái bài ở cái dạng là vừa xây dựng công thức và vừa tính toán này, thì chúng ta phải làm như thế này. Cô lấy ví dụ ý A của bài 7. Vì nó có phần xây dựng công thức ấy, thế nên chúng ta phải có là bước 1 này là đưa cái điểm P đấy về gốc. Em có thể viết bằng lời cũng được, hoặc là viết như cô này được. Viết bằng lời em bảo là tịnh tiến điểm P về gốc. Đấy. Bước 2 là
đưa cái vector pháp tuyến M ấy về trùng với chiều dương của trục OZ. Em viết bằng lời được, em viết như cô này rồi. TV. Đấy. Bước 3 là đối xứng nó qua mặt XOY. Đây chính là cái ma trận đối xứng qua mặt XOY. Đấy. Bước 4 là làm ngược lại của bước 2 rồi đến bước 1. Có nghĩa là TV trừ 1 và T định tiến cộng. Vậy thì công thức mà xây dựng được là T tổng hợp ấy sẽ được bằng là T định tiến trừ này nhân với TV này nhân với TXOY này nhân với TV trừ 1 này nhân với T của định tiến cộng này. Đấy. Đây là ý A. Ý A phải đầy đủ như vậy. Xong rồi ý B. Ý B như bạn bạn thương làm ấy. Đấy. Nào bây giờ cô đọc thêm cho một em một bài tương tự bài này nhé. Nào cô tắt cái này đi được chưa? Bỏ cái này đi được chưa? Tay em. Để cô đọc cho bọn em cái bài tương tự đây. Tương tự bài này. Đọc thêm một bài nữa. Rồi nhá. Bạn Đặng Văn Tú vào rồi đây này. Cô xóa được rồi nhá. Xóa này. Clear này. Bây giờ cô đọc thêm một bài nữa này. Cho hình kim cương A B C D đối xứng à, có tọa độ là chứ, cho hình cương ABC có tọa độ là A là, B là, C là và D là. Đấy, tọa độ nó mà cô biện bịa ra cái tọa độ gì đấy. Đối xứng nó qua đường thẳng G. Đấy. Đường thẳng G có thể những trường hợp sau. Thứ nhất là G song song với trục OI và đi qua A. Đấy. Hoặc là B này. G có vector pháp tuyến V bằng là 2X trừ Y trừ Z và đi qua B. Đấy. Tính hình kim cương sau khi đối xứng. Hay là tính A phẩy B phẩy, C phẩy và D phẩy. Bài này giống như bài trên, là bài đối xứng, giống như bài 7 đấy các em. Nào ý A này thì chúng ta phải làm gì? Okay. Tịnh tiến. Đúng rồi, tức là tịnh tiến để làm sao G trùng với trục gì các em? Ôi. Ôi. Đúng rồi. Còn IB? Xong mình đối xứng qua OI đúng không? IB thì tịnh tiến B về gốc. Xong bắt đầu làm như bài 7. Đúng rồi. Tức là cho B tịnh tiến về O. Xong rồi thì chuyển cái vector pháp tuyến V này về trùng với chiều dương của gì? OZ. OZ. Rồi đối xứng qua đâu? Mặt phẳng cái độ y. Ờ? Đối xứng qua đâu? Đối xứng qua đâu? OZ. Đối xứng qua trục gì? OZ. OZ. Đối xứng qua cách nhận đường thẳng cơ mà các em, đây này, nhìn thấy chưa? Tức là mình phải chuyển cái đường thẳng G đấy về một trong ba trục tọa độ. Đúng em? Và chúng ta chuyển về trục nào? OZ. Thế bây giờ G nó là OZ rồi nên chúng ta đối xứng qua nào? Qua gì? Trục OZ. Ừ.
đừng nhầm nhá, không thì bao công lao của bọn em là đi xuống sông xuống biển hết. Bài trước là đối xứng qua mặt phẳng, còn bài này lại đối xứng qua gì? Đường. Ừ, qua đường thẳng, đúng chưa? Cô có thể chuyển là đối xứng qua một điểm có được không? Đúng không? Ok. Được. Được. Bởi vì có cái ma trận đối xứng qua điểm không? Có không? Có. Ừ. Cái ma trận đối xứng qua điểm đấy chính là tâm ô đấy. Thì chúng ta chỉ cần đưa cái điểm đấy về tâm ô là được mà. Cái quan trọng là nó phải có ma trận. Chúng ta có ma trận là chúng ta sẽ có phép tính. Em hiểu không? Thấy nhá. Đấy, cô đã dạy hết cho các em rồi, dạy hết cho cái phần gọi là phần 3D rồi nhá. Bài tập nào có thể viết được thì viết. Nhưng mà cô gì? Cô ơi, thì câu B nhưng mà cái đấy là cái vector pháp tuyến. Không, cái vector tức là cái đường thẳng bao giờ nó cũng phải có một cái vector. Không phải là vector pháp tuyến mà cái đường G đấy có cái vector đấy là như vậy. Đây là như cô vẽ ra cho em xem nhá. À. Nó là vector của cái đường G ấy chứ không phải pháp tuyến gì cả. Mặt phẳng chỉ phương này. Đúng không em? Một đường thẳng nó có vector không? Cô hỏi em. Có. Ờ. Chứ có phải là đường thẳng làm gì có vector pháp tuyến ấy? Ồ em cứ em nghĩ nhầm. Ừ, mặt phẳng thì có vector pháp tuyến cô công nhận nhưng mà đường thẳng thì bao giờ nó cũng có một cái pháp tuyến ấy, tức là cái vector của cô xin lỗi của pháp tuyến cô nhầm nhá. G có vector là. Đây cô cũng để là G có vector là chứ có thể cô đọc nhầm nhưng mà bây giờ cô chỉnh lại là câu B là G có vector là. À, nãy em nghe có pháp tuyến hay sao ấy. Ừ đấy chắc là cô nhầm đấy. Nó đang làm bài kia mà cô nhầm không phải này, xin lỗi các em. Đây. Đây cô vẽ cho bọn em xem. Đây. Đây nhá, đây là một cái trục này, đúng không? Đây là một trục này. Đấy. Có một đường thẳng G bất kỳ thôi em. G này. Có một đường thẳng G này thì nó có thể là vector V như này này. Không hiểu? Đấy. Nó có một điểm nào đấy. Cố định là Q chẳng hạn. Đúng chưa? Đấy. À vừa rồi có một bạn hỏi như này cô cũng thấy rất là thú vị này. Lớp trước này. Em cô sẽ giải thích này. Có một bạn bảo là tức là quay ấy, tức là đưa một cái vector vì cô vẽ cái vector nó ở đây nhá. Cái vector nó ở bên đây này. Thì kiểu gì ấy, khi mà chúng ta đẩy vào cái mặt IOZ ấy, thì chúng ta sẽ quay một góc âm alpha. Đấy. Thế các bạn bảo là nếu như cái V ấy, nó không phải như thế này mà nó lại như thế này thì sao? Đây V đây. V có thể ở bất cứ chỗ nào mà. Thì đây. Đây nhá. Đây là cái điều mà bạn ấy hỏi và cô sẽ giải thích này. Đây là cái cả mặt phẳng 360 độ nhá. Tức là nếu như nó ở bên mặt kia, cô lấy giả sử góc 45 đi. Đây. À đây, nó ở đây chứ. Nó phải ở đây chứ. Đây, nó ở đây này. Đấy. Thì có phải là mình khi mình quay về đây nhá, thì đây là quay âm 45 độ. Quay đây mà. Quay âm 45 độ. Đấy. Nhưng mà giả sử nó ở đây. Thì về lý thuyết ra chúng ta phải quay âm này. Đây. Chúng ta phải quay âm 360 độ mà trừ đi 45. Đây, quay một góc âm như này. Đấy. Thế bạn có bạn hỏi cô là tại sao không quay thẳng cái này? 45 này. Đấy. Dương 45 độ này lại phải quay âm như này. Thế cô nghĩ cũng được mà. Em hoàn toàn quay cái này hay em quay cái này quay góc dương 45 độ, cô nghĩ là đều đúng cả. Ok, đây là cô làm tổng quát thôi. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà em quay dương 45 độ ấy thì rất là dễ để tính được cái một cái tam giác vuông
để em tính được cái sin pha cos pha, tự quay một góc dương 45. Thì em tính cái tam giác này rất là dễ. Nhưng nếu như em quay một góc như thế này này, thì cô giải thích cho bạn đấy này, thì lúc đấy mình sẽ phải vẽ như thế này. Đây cái góc quay đây, góc alpha đây, âm bao nhiêu độ này. Thế mình sẽ không tính được ở bên đây, thì mình sẽ tính ở bên đây. Mình vẫn tính cái góc 45 mà, thì nó vẫn là trường hợp này. Mình vẫn tính sin pha cos pha của cái góc này, chứ mình không tính cái góc này. Thì tam giác vuông mà, thì thực chất vẫn hai bài vẫn là một. Đấy, thế nhá, đây. Ok, hết chương 3. Còn hỏi gì chương 3 nữa không thì cô chuyển sang chương 4. Ok. Ok, hỏi gì chương 3 nữa không? Cô kết thúc chương 3 nữa. Chương 3 nó có 2D, 3D. Cô coi hai cái như nhau. Bài ngắn bài dài thế. Có bạn bảo là không ạ. Vậy thì cô sẽ chuyển sang chương 4 vậy nhé. Chương 4 này. Các giải thuật đồ họa cơ sở. Cả cái chương 4 này ấy, thì cái từ khóa của chương 4 này là cái từ gọi là clipping, là xén tỉa. Nó có cả xén tỉa cho 2D và nó có cả xén tỉa cho 3D. Nhưng ở trong sách giáo khoa cô lại chỉ viết mỗi cái xén tỉa cho 2D thôi. Cô không viết xén tỉa cho 3D. Thế nên chúng ta cũng chỉ học xén tỉa cho 2D thôi, chứ không phải là nó chỉ có 2D nhé, nó sẽ tiền cho cả 3D. Để em hiểu được cái định nghĩa hay là cái bản chất của xén tiền là gì, thì cô cứ lấy một ví dụ như sau. Có một bạn nam thích một bạn nữ lớp mình này. Ngày nào bạn nam cũng đi qua lớp mình để cho bạn nữ nhìn thấy đi. Tất nhiên là đi qua cửa sổ, chứ chắc là chả lắm vào lớp thì có quen ai đâu mà vào lớp, nên chỉ có lượn lờ qua cửa sổ lớp là được. Đấy. Nào, cô hỏi em này. Các em nhớ là bây giờ bạn lượn lờ qua cửa sổ nhé. Ở đây có cái niệm là cái cửa sổ đấy, để cho cái bạn nam bạn nhìn thấy ấy. À bạn nữ bạn nhìn thấy ấy. À, qua là cái cửa sổ đấy. Thì cô hỏi em này, một trong ba thứ sau thì cái gì mà bạn ấy không đầu tư này? Đấy. Cái thứ nhất là bạn ấy may một cái áo đẹp đẽ một chút đấy. Đấy, một cái áo. Đầu tư một cái áo này. Bây giờ cô đang hỏi cái gì không đầu tư nhé. Cái thứ hai là bạn ấy đầu tư một cái kính. Cái thứ ba là bạn ấy nên đầu tư một cái quần dài hay là chỉ cần mặc mỗi quần short thôi. Cái gì không nên đầu tư theo các em? Quần. Đúng rồi, chính xác là không cần phải đầu tư cái quần. Vì sao các em? Đó. Vì không nhìn thấy cửa sổ. Đúng rồi, vì là không nhìn thấy, nó chỉ nhìn thấy cái cửa sổ ấy, cũng nghĩa là chỉ nhìn thấy cái áo ấy. Đấy, chỉ nhìn thấy kính thôi, nó không nhìn thấy cái quần đâu, thậm chí mặc quần lửng cũng chả ai nhìn thấy đâu. Đi qua đi lại không nhìn thấy. Thế vậy thì nó chính là định nghĩa cho phép xén tỉa này. Là gì? Những điểm của đối tượng ấy mà thuộc cửa sổ thì vẽ nó ra hay là nhìn thấy nó mà. Còn những điểm mà thuộc đối tượng mà không thuộc cửa sổ thì không cần vẽ, hay nói một cách đơn giản là xén tỉa nó đi.
Đấy. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Bởi vì là các em thấy là rõ ràng là các đối tượng thì đều được xây dựng bởi các cái điểm, hoặc là đối tượng nó được xây dựng bởi các cái đa giác ấy, chẳng hạn. Các em học mai kia nó có thể nó xây dựng các cái đối tượng bởi cái đa giác, cái số lượng đa giác nó nhiều lên rồi nó làm trơn cái đa giác đi. Ví dụ em mở CorelDRAW, em vẽ một cái gì đấy xong em chọn là ví dụ polygon ấy, em chọn là đa giác ấy, thì em sẽ thấy là nó sẽ biểu diễn bởi một đa giác. Đây, cô sẽ có một cái gì đấy nhá. Đây. Ví dụ như là cô bảo là cái K này, cái xe này bằng collision này, nó biểu diễn bằng đây, nó biểu diễn bằng đa giác này. Đây các em nhìn. Cô chưa xe ạ. Ừ, ok, đây xem đi. Em cứ tra cái polygon, cô tra cái hình ảnh đi. Đấy. Thì em thấy là nó được biểu diễn một cái đối tượng nào cũng được bởi, có thể biểu diễn người ta, ví dụ người ta dùng đa giác chẳng model đấy, người ta dùng một cái đa giác để biểu diễn. Thì rõ ràng là để biểu diễn mà trong khi cái ô tô nó chỉ nhìn thấy phần đầu, phần đuôi không nhìn thấy. Thì cần gì phải biểu diễn hàng trăm cái đa giác ở đằng sau nữa này. Các em nhìn nó đều biểu diễn bởi đa giác. Thế làm trơn đi thôi. Thế vậy thì chỉ có một phần của ô tô đâu. Cô xem cái phần nào ô tô. Đây cô lấy ví dụ cái hình này đi. Cái hình này này. Đấy. Thì chỉ có phần này được biểu diễn ở trong cửa sổ thôi. Những phần khác không biểu diễn thì chúng ta vẽ làm gì? Để chúng ta còn thực hiện bao nhiêu phép tính ở trên cái này nữa. Ví dụ như là nhận dạng chẳng hạn. Đi tách cái xe này chẳng hạn. Đấy, đấy. Thì chúng ta sẽ không cần phải đi tách những phần còn lại. Nó chỉ phần đi tách những phần này thôi. Nó chạy cái giải thuật đi tách là khác nhau rồi em. Đấy. Cô lấy ví dụ thế. Rõ ràng là chúng ta chỉ cần vẽ cái đối tượng đấy hay là biểu diễn cái đối tượng đấy trong cái phần hiển thị ở cửa sổ thôi. Còn những cái phần không thuộc cửa sổ ấy thì chúng ta xén tiền nó đi. Đấy, thì trước khi làm cái gì ấy thì chúng ta cũng thực hiện cái clip trước. Em thấy là nó có cái lệnh gọi là clipping. Đây. Ví dụ Java nhá, cũng sẽ có lệnh gọi là clip. Đây. Cô thử xem clipping có không. Đây clipping. Java. Đây. Đây là giải thuật mất rồi, nhưng cô nghĩ là một cái đối tượng xem cái này. Tutorial Java test xong rồi. Đây, set clip để các em. Tức là nó chỉ vẽ cái phần đây, hoặc là đây nhá, mình vẽ đây là một cái ellipse này. Đấy, xong mình sẽ chỉ vẽ cái phần mà nó được hiển thị thôi. Đấy, hoặc là mình vẽ một cái rectangle này. Đấy. Và mình chỉ có vẽ cái phần mà được hiển thị thôi, tức là nó clip đi. Đấy. Cũng giống như một cái bạn trai đi qua cửa sổ. Cái quần chả ý nghĩa gì cả. Em mặc cái quần có lộng lẫy đi chăng nữa thì cũng không nhìn thấy, chả gây ấn tượng gì cả. Đấy nhá. Thì tất cả cái chương 4 này nó chỉ có cái từ khóa là clipping và xén tỉa. Tiếp này, cô sẽ hỏi lại một câu mà chúng ta học ở chương nào đấy rồi, chương 2 hoặc chương 3 cô đã hỏi rồi. Trong kỹ thuật đồ họa thì về lý thuyết ra thì cần bao nhiêu hệ tọa độ, nhưng thực tế ra thì nó có bao nhiêu hệ tọa độ và vì sao? Ai trả lời này? Cô có nói rồi đấy. Hay nào? Theo em thì 3 cô. Còn thực tế thì 2. Về lý thuyết thì là bao nhiêu? 3. Về lý thuyết là gì? Về lý thuyết ví dụ như là cô thấy nhá. Cô lấy ví dụ như này gọi là về lý thuyết này. Về lý thuyết ra ấy thì về lý thuyết ra có nghĩa là về nguyên lý ra nó chỉ cần bao nhiêu thôi. Nhưng
nhưng mà để làm được cái điều đấy thì không làm được. Thế nên thực tế nó phải như vậy. Đấy, về lý thuyết ra thì nó cần hai bao nhiêu mô hình thôi em? Ba đâu mà nó chỉ cần mấy thôi? Hai thôi chứ. Về lý thuyết là chúng ta chuyển từ không gian thực vào không gian thiết bị, vậy thì nó chỉ cần hai cái hệ tọa độ thôi, là hệ tọa độ thực và hệ tọa độ thiết bị hết. Đúng không? Đấy là về lý thuyết đấy. Nhưng thực tế thì tất cả các bài toán chúng ta đều cần phải bao nhiêu hệ tọa độ? Bao nhiêu đây các em? Nhìn đây này. Thực tế là chúng ta lại phải đẻ thêm một cái hệ tọa độ nữa, gọi là hệ tọa độ thiết bị chuẩn. Bởi vì lý thuyết là như vậy, nhưng mà chúng ta không thể ném thẳng một cái không gian thực vào một cái không gian thiết bị được. Không gian thiết bị thì phong phú lắm em. Cô lấy ví dụ như là thế này, gọi là không gian thiết bị quá là phong phú này. Thiết bị, nếu mà chuyển một cái thiết bị gì đấy như kiểu, cũng là hình chữ nhật nhé. Cái là hình chữ nhật. Nhưng cái máy tính là, cô xin lỗi, cái TV là hình chữ nhật, nhưng lại là hình chữ nhật ngang. Nhưng cái điện thoại cũng là hình chữ nhật, nhưng nó lại là hình chữ nhật đứng. Đấy, thế em thấy là khác nhau rồi. Thế nên chúng ta không ném thẳng vào cái không gian thiết bị được. Không gian gọi thiết bị chuẩn. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta lại phải có xét tới 3 hệ tọa độ trong đồ họa. Chúng ta nhìn đây, chúng ta thấy biết ngay là nó có hai phép biến đổi. Phép biến đổi đầu tiên là nó chuyển từ không gian thực, từ World Coordinate System ấy, dịch là không gian thực hay không gian thật, đẩy vào không gian thiết bị chuẩn này. Cái phép này là cứ có một điểm bất kỳ trong không gian thực là điểm P, chúng ta buộc sẽ phải có một điểm P' trong không gian thiết bị chuẩn. Thế nên nó gọi cái phép này là một cái phép ánh xạ mapping. Đấy, thế nó mới có tên là Window to Viewport Mapping, là phép ánh xạ từ cửa sổ vào một cái cổng xem. Tại sao nó gọi cái không gian thực là cái cửa sổ? Bởi vì chúng ta khi mà capture một cái gì trong không gian thực ấy, thì chúng ta chỉ có thể capture nó là một cái cửa sổ thôi. Giống như là em nhìn từ trong nhà ra ngoài, ra không gian ngoài ấy, thì em phải nhìn qua một cái cửa sổ của nhà em. Hay là em lấy một cái ảnh ở lớp thì em chỉ lấy được một cái cửa sổ của lớp đấy thôi. Cái cửa sổ to hay bé là do hỗ trợ đến đâu. Đấy. Đấy là một, nó gọi là lấy được một cái cửa sổ. Và trên một cái thiết bị chuẩn thì bao giờ nó cũng sẽ vẽ được một cái gọi là cái khung nhìn. Cũng giống như mai kia em học những nhiều OpenGL, em học những OpenCV, thì cái lệnh đầu tiên mà em làm ấy, là cái lệnh gọi là set viewport, là set cái khung nhìn. Em biết rồi, xét cái khung nhìn thì sẽ đầu tiên sẽ có một cái việc là cái hình chữ nhật, cái khung nhìn là hình chữ nhật, thì sẽ có một cái gọi là góc trái trên là top left ấy. Và cái y là chiều rộng này, cái high là chiều cao này. Mai khi học nữa thì chúng ta sẽ thấy là phải xét thêm những cái tham số như kiểu như là camera chẳng hạn. Đấy. Camera đặt ở đâu? Camber đặt ở trái, ở phải, ở trên, ở dưới, ở đây có một location đặt cái camera đấy. Em thấy rõ ràng cái camera nó có ảnh hưởng đến cái việc mà đối tượng đấy. Cô lấy ví dụ như khi cái camera là cái mắt mình chẳng hạn nhé. Cái mắt mình, cái camera chẳng qua là cái quan sát mà. Thì ở đây mình coi như là một cái camera, như là cái mắt mình đi cho dễ hiểu đi. Thì rõ ràng khi mà em nhìn một cái khuôn mặt của một bạn nữ mà em nhìn thẳng sẽ khác với em nhìn hơi xiên đi, hoặc là em nhìn ngang đi, hoặc là em nhìn đằng sau đi. Đấy. Ví dụ mà em nhìn thấy mũi bạn ấy thì em nhìn đằng trước, khi em nhìn thấy tóc bạn ấy, gáy của bạn ấy thì nhìn đằng sau. Vậy đấy. Tức là cái góc quan sát là khác nhau và nó sẽ được cái hình ảnh khác nhau này. Khi mà em chạy cái quan sát đi ấy, cái camera đi ấy, thì nó sẽ khác nhau. Đấy là phép biến đổi, hay người ta gọi phép biến đổi này là phép biến đổi chuẩn hóa, normalize the transformation. Đấy là phép biến đổi đầu tiên. Phép biến đổi thứ hai là phép biến đổi từ một cái thiết bị chuẩn vào trạm làm việc, tức là vào cái thiết bị cụ thể ấy. Chúng ta sẽ không tính được cái phép biến đổi thứ hai bởi vì nó phụ thuộc vào thiết bị. Nào bây giờ cô sẽ bắt đầu bằng cái phép biến đổi thứ nhất đây. Phép ánh xạ từ cửa sổ
vào khung nhìn, tức là window to viewport mapping đấy. Đấy nhá. Nào. Bây giờ cô sẽ xây dựng phép biến đổi, vẫn là tính T đấy các em. T, phép biến đổi cho một cái phép từ cửa sổ vào cổng xem. Wow, đây, đầu tiên cô vẽ cái cửa sổ đã. Cái cửa sổ này từ cái không gian thực đấy. Có một cái cửa sổ mà đã là cái cửa sổ ấy thì là hình chữ nhật rồi. Một cái cửa sổ thì sẽ phải có những tham số sau. Thứ nhất là giá trị bé nhất theo x, cô gọi là x window min. Giá trị lớn nhất theo x, tức là x window max. Giá trị bé nhất theo y, tức là y window min. Giá trị lớn nhất là y window max. Nó có bốn giá trị. Hay là nó có thể cho là góc trái trên, xong rồi nó có cho hai y, thì mình vẫn suy ra được cái gọi là bốn giá trị này. Cái này là cửa sổ nhé, window. Đây là một cái cửa sổ. Vì là cô làm 2D mà. Chương này chỉ làm 2D thôi. Cái thứ hai là khung nhìn. Một cái viewport này. Cái viewport cũng là một cái hình chữ nhật. Nó cũng sẽ có một cái giá trị bé nhất, tức là xv min. Và một cái giá trị xv max. Và một cái yv min. Một cái yv max này. Có bốn giá trị. Một ánh xạ là gì? Cứ có một điểm bất kỳ nào đấy P trên một cái cửa sổ, thì chúng ta sẽ phải thu được một cái điểm P' ở trên viewport. Đây là một cái viewport này. Một cái khung nhìn này. Nó là một cái mapping, một cái ánh xạ. Thế vậy thì bài toán của chúng ta là phải tính T. T từ cửa sổ này vào khung nhìn này. Nào, câu hỏi em này. Câu hỏi em này, nếu mà nhìn vào đây, nhìn vào cái bài toán này và quay nó lại về bài toán gì nhỉ, bài toán chương 3, thì em thấy là ở đây là phép biến đổi gì trong năm phép biến đổi mà đã học đấy? Tỷ lệ. Đúng rồi, quá chuẩn, đây là phép tỷ lệ. Nào, thế nhưng mà cái nhìn đây này, đây cái cửa sổ nó ở đây này, cửa sổ nó ở đây này. Đấy. Thế nên chúng ta sẽ phải phép gì đầu tiên? Ok. Đúng rồi. Đây là định tiến gì? Trừ. Định tiến điểm nào? Điểm nào? P về gốc. P quái đâu? Video mình. Điểm này có tọa độ là gì? X window min và y gì? Window min. Cứ cho em chuyển cái điểm đen đen này về đâu đấy? Đúng không? Khi mà cái điểm đen đen này về ô rồi thì mình sẽ có một phép gì các em? Tỷ lệ. Rồi tiếp. Làm sao các em? Phép gì? Định tiến. Đúng rồi, định tiến gì? Cộng. Định tiến điểm nào? Từ ô này về đâu? XV max. XV min. Min. Đây mà, tọa độ ra đây đi. Và YV gì? YV min. Ok. Được chưa các em?
Đấy là phép biến đổi từ cửa sổ vào cổng gì? Vào cổng xem. Nào bây giờ cô sẽ xây dựng cái công thức này. Cô viết lại cái công thức này nhé. Là T này, từ cửa sổ vào cổng xem sẽ được bằng một phép định tiến trừ này, nhân với một cái phép tỷ lệ, rồi nhân với phép định tiến cộng. Nào bằng này. Nào đọc cho cô cái ma trận định tiến trừ này. Đọc từng cột một đi. Một này. Tiếp. Một không. Tiếp. Trừ xw. Đúng rồi. Trừ xw gì? Min. Tiếp. Không một. Trừ yw min. Đúng rồi. Trừ yw min. Cột cuối cùng. Không không một. Ok. Đấy. Nào, mai xong rồi ma trận tỷ lệ tí cô sẽ viết ở đây nhá. Đấy. Bây giờ cô viết cái ma trận định tiến cộng nữa đi. Cái ma trận này, này. Trước này. Đấy, ma trận định tiến cộng đọc cho cô. Cột đầu tiên là gì? 1 0 x min xv xv min. V min. Tiếp. 1 0 yv min. Đúng rồi, yv min đây là 0 0 0 1. Ok. Nào ma trận tỷ lệ này. Đây, đây. Đấy, những cái gì viết được cô sẽ viết. Đây nữa. Đây nữa. Đây. Đây là tỷ lệ theo x này, đây là tỷ lệ theo y này. Nào. Nó không thật đúng lắm ấy. Thế nhưng mà bài toán mà đưa một không gian thực vào một cái thiết bị chuẩn ấy, nó sẽ khá là giống một cái việc mà em vẽ một cái bản đồ. Bởi vì vẽ một cái bản đồ là chẳng qua em đưa cái Hà Nội vào trong cái tờ giấy. Thế thì em thấy là trên cái bản đồ nó viết tỷ lệ 2 chấm. Viết gì? Viết cái gì các em? Tỷ lệ này 2 chấm. Một chia bao nhiêu? Ừ đúng rồi. Đây. Nó thường viễn là một chia cho, ví dụ chia cho 2000 đi. Cô lấy ví dụ thế. Đấy. Thế cái một này là cái gì? Là nó ánh đi cái gì? Nó ánh xạ đi cái gì các em? Bản đồ. Đúng rồi, cái bản đồ nhá. Đấy. Còn cái này chính là cái gì? Không gian thực. Ừ, cái Hà Nội đấy. Đúng chưa? Thế vậy thì ở đây tử số là gì? Là viewport này. Còn mẫu số là gì? Window. Đúng rồi. Nhớ nhá. Nào, bây giờ chúng ta sẽ viết cái công thức đấy. Tất nhiên là tỷ số theo x và theo y. Đây là nó là một cái tỷ số này. Đấy. Đấy. Đây là theo x này. Tức là tử số nó là viewport này. Có nghĩa là xv max này. Nó liên quan đến x mà. Trừ đi xv min. Còn mẫu số là xwindow max này. Trừ đi xwindow min. Vì đây là sx mà. Tỉ số theo x. Còn đây là mẫu là y. Tức là yv mắc này trừ đi iv min và i window mắc trừ đi i window min. Đấy. Nhân cả ba cái này ra thì được cái công thức cô mở sách giáo khoa này. Nó có trong sách giáo khoa này nên cô không nhân nữa. Đây. Có trong sách giáo khoa. Đây. Đây. Phép định tiến trừ này. Đấy. Phép tỷ lệ đây này. Đấy. Và đây là phép định tiến cộng này. Nhân hết cả ba ma trận này thì ta được cái ma trận này này. Nhìn thấy chưa các em? Đó. Em. Ok, đấy nhá. Nhân ba cái này vào nhau thôi mà. Đấy. Đấy. Nào. Để liên quan đến cái công thức này thì chúng ta sẽ làm bài 1. Bài tập 1 sách cuối chương. Bài 1 đây. Đây bài 1 đây. Tìm phép biến đổi chuẩn hóa tạo ánh xạ cho một cửa sổ mà góc bên trái phía dưới là 1,1 và góc bên phải trên là 3,5. Vào này, A này, B này. Hỏi gì không? Thì về các em tự làm lấy. Để cô cho nghỉ sớm.
hơi khản tiếng ấy. Okay. Hỏi thì không? Hả? Hỏi gì không, để các em tự làm này. Hả? Không hỏi à? Không ạ. Làm được rồi gì? Không hỏi có nghĩa là làm được rồi chứ. Làm được chưa? Thì góc bên phải trên thì để đi. Đây nhá. Bài này này. Bài này này. Đây. Ở đây ta có một cái cửa sổ này. Cái cửa sổ này. Cái cửa sổ này. Mà cô bảo gì? Góc gì? Đấy, dưới là min. Dưới 1:1. Thế vậy x thì window min bằng mấy? 1. Y window min bằng mấy? 1. Góc phải trên là bao nhiêu? 3:5. 3:5. X thì window max bằng mấy? 3. Window max bằng mấy? 5:5. Được chưa? Thấy em? Ok. Thứ hai, ý A là gì? Tính biểu chuyển hóa toàn bộ. Cho, tức là mình sẽ tính TW mà. W vào V đấy. Đấy. Cái này thì cần mấy tham số? Cái công thức này này. Vừa rồi chúng ta vừa nhìn thấy công thức đấy, nó cần mấy tham số các em? Đấy. Mấy tham số cho cửa sổ nào? Em. Mấy tham số cho cái cửa sổ này? 4 8. Cần 8 đấy em, đây này, cô mở lại cái công thức đấy nhá. Đây, cần bao nhiêu? Công thức đây này, công thức cuối cùng ấy. Sẽ có bạn hỏi là nếu mà câu này đi thi thì đã viết công thức nào? Thì viết công thức nào đúng cả. Viết ba công thức này nhân với nhau cũng được này. Hay viết nếu mà nhớ được cái công thức cuối cùng thì mà viết thì cũng được này. Tùy. Nào em nhìn cái công thức này xem nó có bao nhiêu, nó cần bao nhiêu tham số. 8 tham số. 8 đúng không? 4 cái cho cửa sổ và 4 cái cho gì? Góc nhìn là không nhìn. Ừ đấy. Thế thì 4 cái tham số cho cửa sổ đã thấy chưa? Rồi ạ. Ừ. Còn cái khung nhìn này. Đây nhá, đi thi mà vào bài này mà hôm nay không học là không hiểu được đâu. Một cái khung nhìn thế nào thì được gọi là một cái khung nhìn đã được. Đây, cô có một cái câu cô đề là đẩy nó vào một cái khung nhìn được gì nhỉ? Chuẩn hóa. Ừ, chuẩn hóa toàn bộ. Chuẩn hóa toàn bộ là gì? Một cái thiết bị chuẩn hóa là có kích thước là 1. Nó là vuông mà. Kích thước là 1. Và cái góc trái dưới là 0. Kích thước này là 1 này, là 1 này. Đấy. Vậy thì ta suy ra là x thì window à x thì v max à x thì v min bằng y v min bằng mấy em? Không. Không. X thì v max bằng y v max và bằng mấy? 1:1. Đấy nhá. Đủ giá trị để tính cái t window vào cái viewport chưa? Rồi ạ. Ừ. Thế về nhà tính đi. Còn bây giờ thì hết giờ. Có cần phải điểm xanh không hở? Hở đúng cái gì đây? Lớp trưởng, lớp em là gì? Cô lại quên. Không cần nữa. Trang. Đấy rồi ạ. Thế rồi ạ? Vâng ạ. Nghỉ nhá. Vâng ạ. Ok, chào bạn Trang, chào bạn Thắng. Chào em, chào cô. Ờ. Chào cô.